tên là Trần Thị Trúc Trinh. Em tên Xuân ạ. Cái tính của em thì hay lanh, nói nhiều, với lại hay vào chọc ghẹo bạn bè. Em độc thân cũng khá lâu rồi. Mỗi lúc đi họp lớp hay là đi chơi thì bạn bè có vợ có con là thấy nó vui quá. Mình chưa có gì hết, lớn tuổi rồi. Cơ hội tìm hiểu bạn gái nó cũng hơi khó. Bạn trên đây bên đó không biết bạn có kiểm soát người yêu của mình dữ lắm không ạ? Chứ dù anh đi đâu thì nói anh đi chỗ đó thì em biết là vậy thôi. Đừng có giấu giếm lại, không thích biết là chết với em. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc bên xem. Mấy bạn trai nhìn thấy em, người ta nói em dữ, người ta chạy mất dép chứ đâu phải là. Thôi gặp cô ấy đừng có chạy mất dép nha. Em tên là Thanh Thủy ạ. Mình tên là Nguyễn Minh Cảnh, mình đến từ Long An. Hiện tại mình bảo vệ về sức khỏe con người ạ. Nói đại bác sĩ đi, bảo vệ sức khỏe con người. Bạn có thích bác sĩ không? Dạ có ạ. Điểm mạnh của em đó là em biết nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh, viết chuyện ngắn. Bạn yêu cầu một người phụ nữ của mình như thế nào? Về quan điểm là tuổi tác phù hợp. Nếu như ba mẹ bạn không đồng ý, trong khi bạn đồng ý thì bạn xử lý như thế nào? Tiêu chuẩn của ba mẹ là về tuổi tác thôi, còn phần lại là của em ạ. Nếu như bây giờ tuổi tác không hợp, ba mẹ không đồng ý thì bạn sao? Em cũng sẽ giải thích cho ba mẹ, nhưng mà nếu mà ba mẹ nhất định là thì em sẽ theo nghe theo ba mẹ. Nếu như nãy giờ cái người đàn ông bên đó không phải là bác sĩ thì em có thích không? Vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ.